nói về con trai, thuyết phục như thế nào để họ nhà gái chọn con trai của mình là bạn đồng hành? Dạ, xin mời hai bố ạ. Con trai tôi thì luôn luôn thẳng thính, thật thà và luôn luôn vượt lên chính mình. Khả năng của bố là một vấn đề yếu tố quan trọng, vì nói về tài sản thì không ai biết được, vì tôi không tiết lộ về tài sản. Nhưng nói về nghề nghiệp thì con trai tôi có đủ năng lực để thay thế tôi trở thành giám đốc. Về tiền bạc không thể nói là không thiếu, nhưng mà nó không bao giờ bị trong đủ. Nhưng nói về công việc, tự lập, trung thủy, chia sẻ gia đình và bình đẳng. Bình đẳng với phụ nữ, bình đẳng để tôn trọng nội, để tôn trọng ngoại. Thì tôi chắc chắn là con trai tôi thành công trong lĩnh vực này. Cho nên mong bên họ gái sẽ chọn với tôi. Yes. Vâng, cảm ơn. Một tràng pháo tay rất thẳng thái và chú quyết liệt. Con rất là thích luôn á. Thế bây giờ là để xem là đối đầu với chú trong trận chung kết này. Dạ, xin mời bố ạ. Con trai tôi hiện cũng đang làm giám đốc một công ty truyền thông có 7 chi nhánh toàn quốc. Đây là một cái công việc còn cơ ngơi như thế, chưa tính là anh ta còn đạo diễn. Đó là nói về riêng con trai tôi, còn chưa tính tới tôi. Tôi thì vô tư, nếu con tôi mà lấy được cô này, cho hẳn miếng đất, cho hẳn căn nhà, cho hẳn xe ô tô. Đấy, đấy, chưa tính tiền nhá. Rước dâu về là chính công việc ở nhà, làm vợ thôi. Đây, tài năng, kiếm tiền giỏi. Chỉ có cái là không biết nấu ăn thôi. Nhưng mà thời buổi này cần gì người nấu ăn? Ô xin nấu ăn, thích alo shipper đem hàng đến ăn. Thế, có tiền mà, có quyền, có tiền là có tất. Một ông bố thời đại 4.0 rất là quyết liệt, không kém. Chị thấy à, Phan, chị Như. Sao? Chị thấy cái phần cuối cùng này ghê không? Ghê cứng lắm. Một bên là rất là giỏi, đúng không? Một bên là rất là giàu. Giỏi giàu, nó giống nhau chứ giờ. Nói về giàu thì thật sự là tại vì bên này chưa có chia sẻ về vấn đề đó. Không muốn chia sẻ. Nên nói chung là ở đây là hai ẩn số mà quyết liệt không kém. Nó giống như hai ngọn lửa đang hừng hực trên sân khấu. Chị có muốn nhận ba nuôi không? Cái gì cưng? Ba nuôi. Cưng, cái đó mình ra sau hậu trường. Dạ, mình đừng làm chị sắp chương trình. Con sẽ cho số các chú. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần cảm nghĩ của gia đình dành cho hai họ nhà trai ở đây ạ. Dạ. Có hai gia đình thì gia đình nào cũng nói là tài sản và của cải giàu có. Nhưng mà theo quan niệm của tôi á, là tôi chỉ lo cái hạnh phúc của con. Tôi mà chọn thì tôi chọn vào điểm làm sao con tôi nó hòa nhập vào được cái gia đình đó, và con tôi nó hạnh phúc là tôi đồng ý thôi. Vâng ạ. Và bây giờ là thời khắc dành cho sự quyết định của gia đình họ nhà gái. Cho phép được tiêu. Và chàng trai mà gia đình chọn để cho phép được yêu đó chính là... Gia đình chúng tôi cho phép được yêu là... Là gia đình ông Mạnh Bảo và cháu Duy Hiếu ạ. Wow, có nghĩa là công ty rồi. À, con xin hỏi một tí xíu là không biết tại sao là cô lại quyết định chọn anh Hiếu ạ? Tại vì cô thấy qua tâm sự của hai đứa thì nó rất là phù hợp với nhau. Cô nhìn qua cái biểu cảm và cái cách mà nói chuyện của con thì cô thương con và cô thích, cô cho nó lựa chọn và cô chọn cho nó luôn. Còn bạn thì sao? Bạn có thích không? Dạ, như mẹ nói thì thấy phù hợp với em, tại vì trong công việc là tụi em rất là hoàn toàn hòa hợp được với nhau, có thể cùng nhau sát cánh đi với nhau. Tại vì anh nói là anh rất là bận công việc với quan hệ ngoài luồng, ít có thời gian với người thân. Thì em lại đi hát, còn anh lại làm chương trình thì thường thì chúng em có thể đi cùng nhau được. Nào, coi chàng trai, hôm nay đã là người cuối cùng được lựa chọn rồi, bạn có điều gì muốn nói hay không? Trước tiên thì cháu xin được cảm ơn cô đã cho cháu một cơ hội được tìm hiểu và đến với Ngọc. Và cũng cảm ơn em đã cho anh một cơ hội và có những cái chia sẻ là cũng sẽ đồng cảm và hai đứa có thể là đồng hành được với nhau. Dạ, tại vì mình tìm hiểu thì là tìm hiểu thôi, còn nếu như mà có học hay không là do mình nữa. Rồi, một cái nắm tay đầu tiên nhá, coi như là tác hợp cho đôi trẻ hôm nay. Vâng, xin được chúc mừng các bạn. Các bạn có muốn tiền tình cảm bằng một cái hành động gì khác hay không?
hôm nào. Ủa cái này mới gặp hôm thì em sợ là ôm, anh ôm, sẽ ngại. Ôm. Dạ em cứ nóng vội lắm. Ừ nghe không rõ em ạ. Ngày hôm nay chúng ta đã có một cặp đôi nữa được sự lựa chọn của quý phụ huynh và hy vọng rằng là họ sẽ có nhiều thời gian tìm hiểu về sau và chúc cho họ sẽ luôn luôn có những khoảnh khắc tuyệt vời như bao cao su tham thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Bao cao su tham thớp mỏng hơn để gần nhau hơn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.